Xin chào anh em nha, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chuyên sâu hơn về công dụng của các loại thẻ trong cái phụ bản ở đại chiến nha. Nhiều anh em chắc không để ý đâu, hoặc là anh em kiểu như muốn vào cho nhanh ấy, muốn vào cho nó nhanh nằm xong cái quét ấy, thì anh em sẽ không để ý về công dụng của từng loại thẻ đâu. Ở đây nó sẽ có ba cái loại thẻ: màu đỏ, màu xanh và màu vàng nha. Mỗi cái thẻ thì nó sẽ có những cái công dụng tính năng khác nhau và cực kỳ quan trọng trong cái ẩm thực đại chiến này. Khi ví dụ mình thử tham dự một cái ẩm thực đại chiến bất kỳ này, ba sao này, thì ở đây nó sẽ có ba loại thẻ: thẻ đỏ tấn công tăng cho anh em 50% tăng sát thương. Cái này thì những anh em nào giữ vai trò đam chính đánh team gây sát thương vào bốt thì anh em sẽ ăn loại thẻ này. Hai loại thẻ còn lại, loại thẻ thứ ba này thì còn là các loại thẻ không có tác dụng gì mấy cho team mà chỉ có tác dụng cho cá nhân thôi, giúp cho anh em có thể tăng được thêm những cái phần quà dương ở đây. Ví dụ như anh em ăn được những cái dương này thì nó có xác suất cho anh em thêm được cái phần quà của dương này này. Ví dụ như cái hộp quà 3 sao này là thêm một hoặc hai hộp quà gì đó, 50% thôi. Có cái thẻ quan trọng nhất đó chính là cái thẻ hỗ trợ này. Cái thẻ hỗ trợ này thì nó cực kỳ quan trọng trong game này. Theo mình đánh giá thì thẻ hỗ trợ với cái thẻ tấn công là xịn này. Cái này thì nó mang vào cái thiên hướng cá nhân của bạn. Còn đây có thể hỗ trợ khi anh em đã mạnh quá rồi thì anh em ăn cái tầm bảo này cũng được. Còn nếu mà trong cái giai đoạn bây giờ ấy thì chúng ta nên tiêu hết hai cái thẻ này đi. Khi mà ở những cái ải 3 sao này nó có quá nhiều 8-9 ức rồi, ví dụ có hai ông 8-9 ức rồi với một ông phá bẫy ở cái vị trí này rồi thì những thành viên còn lại ăn ấy dương cũng được, ăn thêm dương cũng được. Ở đây anh em thấy cái ải 3 sao này này, nó sẽ có một cái thức ăn tươi, một cái bẫy, hai cái bẫy ở bên này này. Cái bẫy này thì anh em đọc ở đây sẽ thấy khi anh em mang đồ ăn tươi anh em đặt vào cái bẫy này thì lập tức biến thành đồ ăn hỏng, lập tức biến ngay thành đồ ăn hỏng nha. Và đặc biệt quan trọng nữa là cái con bốt tinh anh này nó ở quá xa anh em ơi, nó ở quá xa luôn, nó ở tận đến ô 1, 2, 3 ô hành động, đến ô thứ 3 hành động, tức là đây là 1 này 2 này 3 này 4 này 5 này 6 này 7, 8, 9 này, thì phải tính đến lượt thứ 9. Đấy, lượt thứ 9 hành động anh em ạ. Lượt thứ 9 hành động thì lúc đấy chúng ta mới động được vào con bốt tinh anh này. Thì tức là sao? Thì tức là 9 chia 2 bằng 4 rồi. Thì nó đã búp được 4 cái đồ ăn thối vào người của anh em rồi nha. Anh em hiểu ý mình nói không? Thế này, cái bàn tay thối giữa của con bốt tinh anh này nó sẽ đẩy đồ ăn thối vào người mà chưa đang giữ đồ ăn trên người. Đấy, nên là rất quan trọng. Nên anh em cần phải có một người phá bẫy ở vị trí slot thứ 3 này. Người mang cái thẻ vị trí giữ slot thứ 3 này để làm gì? Để khi chúng ta ăn mang đồ ăn tươi đây này, chúng ta đặt phải cái bẫy này một phát, thì khi ăn đồ ăn đồ đang cái bữa hỗ trợ đấy, chúng ta ăn được đồ ăn tươi một phát này đây, thì nó sẽ đẩy một cái thịt tươi về đằng sau luôn, thì người ở vị trí slot này hay còn có thể là người giữ cái vị trò đam chính ấy, 9 ức ở đây này, ông 5 ức ở đây này, thì sẽ ăn được đồ ăn tươi, thì lúc đấy sẽ không bị cái bàn tay thối giữa nó bút vào người nữa. Cái bàn tay thối giữa này nó chỉ bút vào người mà chưa đang giữ đồ ăn trên người thôi. Đấy, còn cái khi anh em mang đồ ăn tươi và anh em đánh bốt thì anh em sẽ được giảm 15% sát thương. Còn khi anh em ăn đồ ăn hỏng và đánh bốt thì bốt nó sẽ tăng 40% sát thương mà nó đánh vào mình. Đấy, anh em hiểu không? Nó rất quan trọng. Đây mình sẽ review chi tiết những trận đánh thua mà mình không mang thẻ hỗ trợ vào nha. Đây, con áp Nanji đây. Đây là chính là mình đây. Hiện tại mình đang cầm cái thẻ dương. Đấy, mình đang cầm cái thẻ dương. Nên là khi mình ăn vào đây thì nó sẽ không đẩy đồ ăn tươi ra đằng sau đâu. Nó vẫn là cái đồ ăn tươi cho một mình thôi. Nó không có tính năng hỗ trợ gì cho team cả. Đấy, khi mình dẫn vào bẫy thì mình lập tức từ đồ ăn tươi mình biến thành đồ ăn hỏng này. Đấy, con bốt này bắt đầu nó búp này. Con búp thấy chưa ai chưa mang đồ ăn trên người là nó búp vào mặt cho. Đấy, tiếp tục. Mỗi lần hành động mất máu 3,8 ức mất máu. Bốt lại búp tiếp sau hai lần hành động của team mình. Bốt đã chuẩn bị búp tiếp này. Búp tiếp dính luôn vào mặt Tô Lâm luôn. Là Tô Lâm đang dính đồ ăn thối trên người, đánh vào bốt sẽ bị
bốt nó tăng sát thương nên thua sấp mặt luôn. Đây cái hiệu quả sát thương bốt gây ra được tăng 60%, ngoài thì nó ghi là 40%, nhưng lúc vào thì lại check thành 60%. Mà qua trận đấu đây anh em thấy thua chưa, gây chỉ được một nửa sát thương thôi, tại vì bốt nó đánh vào mình tăng quá nhiều sát thương nên mình chả làm gì được, chết quá sớm. Trận này thua sấp mặt. Còn đây là một cái trận mà mình cầm cái thẻ hỗ trợ nhé, cái thẻ hỗ trợ đấy người ta còn gọi là cái thẻ phá bẫy đấy. Đấy, ăn phát đẩy dầu ăn tươi về đằng sau. Ông Hưng 003 này cũng cầm thẻ hỗ trợ đấy anh em, nên khi ăn đồ ăn tươi lại đẩy một cái đồ ăn tươi ra đằng sau. Kèo này Tô Lâm cũng đang cầm một cái thẻ hỗ trợ. Anh em nhìn cái hình khiên ở đây này thì 1, 2, 3, 4, 5, 5 ông hình khiên này đang cầm thẻ hỗ trợ 5, 5, 2, 5 là được tăng 25% sát thương rồi. Và hỗ trợ với thẻ đam mốt quan trọng hơn với cái thẻ ăn dương. Chết sớm có bốt tinh anh này đi, không thì nó giờ trò các kiểu mệt. Ừ, còn nãy nhé, còn nãy thì xem lại trận này đi thì mình thấy con bốt này nó bút cái gì đang từ đồ ăn tươi thành đồ ăn thối á. Xem nó bút nào. Bàn tay thối giữa. Ờ, sao con này nó đang à rồi sẽ đưa đồ ăn hỏng cho người chưa gặp thủ lĩnh quân đoàn nhanh nhất và chưa đem theo đồ ăn hỏng, tức là cái mình gặp cái con tinh anh ấy sớm nhất đấy thì mình sẽ bị auto dính cái bàn tay thối giữa, là bị chuyển từ đồ ăn tươi thành đồ ăn hỏng thôi. Nó chỉ có mỗi cái tính năng gặp cái con tinh anh ấy sớm nhất thôi anh em ạ. Mình gặp cái con tinh anh ấy sớm nhất thì mình sẽ bị búp như thế, chứ nó không có cái khả năng búp sau hai hành động từ đồ ăn tươi thành đồ ăn hỏng nhá. Chỉ có một lần búp duy nhất cái người gặp đầu tiên sớm nhất thôi, người gặp đầu tiên gặp cái con tinh anh ấy sớm nhất thôi. Hiểu. Đây, cái này thì cũng easy luôn, mình cầm theo thẻ hỗ trợ nhá. Mình cầm theo thẻ hỗ trợ cho bạn CZ Sony. Sony sẽ được ăn đồ ăn tươi. Cái vị trí này, vị trí slot thứ 3 này mình đang giữ này, chính là cái vị trí gọi là thí ấy. Thí sức mạnh, thí hết tất cả các hiệu ứng đây. Auto dính đồ ăn thối đây. Đấy, tại vì sao? Tại vì mình là người gặp cái con tiểu đội tinh anh đầu tiên nên chắc chắn mình sẽ dính cái bàn tay thối giữa của nó rồi. Dù mình có đang cầm đồ ăn tươi đi chăng nữa thì cũng bị auto thành đồ ăn thối rồi. Chắc chắn là sẽ chết. Gọi là hy sinh anh em. Quân tốt thí Nanji chắc chắn phải chết. Đấy, anh em nhìn đâu, 8.7 ức mà khi cầm đồ ăn tươi vào vẫn vã được bốt dễ dàng. Được giảm sát thương mà. Đấy. Đây là một cái mà mình muốn chia sẻ với anh em. Anh em phải hết sức chú ý nha. Hết sức chú ý về mấy cái thẻ này trong game. Nếu chiếm được anh em tầm ở đây 5.4 ức
đánh như con bốt thường này à? Chắc mình nghĩ tầm 4 ức thôi. 4 ức. 4 ức ở đánh như con thường này đấy. Hoặc là 3 ức mấy cũng đánh như con thường này đấy. Nên tầm anh em 3 ức mấy ăn con thường này anh em cầm có thể là bình thường này anh em. Hoàn toàn có thể tự tin mà tạo cây 3 sao. Hoàn toàn tự tin cầm cây 3 sao khi anh em còn thẻ hỗ trợ. Anh em nắm giữ được cái thẻ quan trọng nhất game hiện nay đó chính là thẻ hỗ trợ. Hoàn toàn có thể ăn được 3 sao hàng ngày. Mà không thành quả tạ cho team. Nên vậy thôi, nếu anh em thấy hay và bổ ích thì cho mình xin một like đăng ký kênh nha. Cái thẻ này nó rất quan trọng trong team, anh em hãy chú ý vào cho mình. Tầm 8 ức mà anh em cầm cái thẻ tăng bốt đam ấy, tăng đam vào bốt thì cũng ngon cả. Hôm nay bị xịt một kia 3 sao. Nên là phải rất cảm ơn bạn Tô Lâm và một vài anh em bên S59 đã hỗ trợ cho mình làm cái clip này. Mình không báo trước đâu anh em ạ, nhưng mà mình tạo kia mình cố tình cầm cái thẻ dương ấy để cho nó fail, để có cái làm clip ấy. Không báo trước anh em nên thôi. Bye bye anh em, lợi dụng anh em tí thôi, có gì mà thắng nhở. Cảm ơn Tô Lâm và mấy anh em nha, bye bye. Chí chí có ghê anh em, bye bye.